Đến bài 7 về hình thế. Cái hình thế này vô cùng quan trọng nhé. Các anh chị học phong thủy ấy thì nghe đâu nói đến có một cái trường phái loan đầu. Loan đầu, loan đầu với hình thế nó là một thôi. Thì như thế này, tôi đã đưa ra trong khóa học ấy, vẫn là khóa học miễn phí nhé, là tôi đã đưa ra các khóa học và các hình dạng nhà, hình dạng đất rất chi tiết và không sót một hình dạng nào. Tôi bảo là trên đời này chả có hình dạng nào mà chưa đưa lên trong khoa học ấy. Thì các anh chị cố gắng học và nhìn xem nhà mình nó thuộc có thuộc vào hình dạng đấy không. Nếu tốt thì là tốt rồi, còn nếu chưa tốt thì không được. Nhưng mà nhớ cho tôi này, cái hình thế nó vô cùng quan trọng, nó quyết định ngay từ đầu ấy. Nhìn cái hình thế nó sai mà không chịu sửa ấy, thì làm gì sau này nó cũng không được. Hình thế nó phải đúng, hình thế nó phải chuẩn. Nó giống như thế này này, đưa một bệnh nhân vào viện, bảo chữa cho tôi cái tay, chữa cho tôi cái chân, nhưng mà nhìn thì chả thấy tay đâu, chân đâu, nghĩa là nhà bị khuyết ấy, hay là mất ấy, thì làm sao mà chữa nổi. Hình thế nó như gạo để nấu cơm. Gạo nó phải ngon, gạo nó phải đúng, gạo nó phải tốt thì nấu cơm nó mới được. Chứ gạo nó không đúng, gạo nó mốc rồi thì nấu kiểu gì nó cũng không ngon. Nhưng mà gạo nó đúng rồi mà nỡ đổ tay nỡ nước, các chị mà vừa điện thoại vừa TikTok ấy, mà đổ nó lỡ thêm hai chén nước vào đó, nó nhão thành cháo, vợ chồng nó vẫn ăn được. Gạo nó ngon mà, thì có lỡ tí chồng vẫn ăn được, nhưng gạo nó hỏng thì không được. Thế nên là sau khi học cái phần hình thế của bài 7, bài 8, bài 9 ấy, thì chỉ nhớ cho tôi này này. Thứ nhất là phải vuông vắn đầy đặn, nhà cửa vuông vắn đầy đặn, không được trũng thấp, đưa vào cái đúng thôi. Còn từng trường hợp sai thì tôi đã dạy trong đấy, thì vào đấy học nó có rất là có cụ thể rồi. Học đấy. Cái tiếp theo là đừng bao giờ để cho cái phần sau ấy nó nhỏ hơn, nó bé hơn, nó thấp hơn, nó trũng hơn, nó ngắn hơn là không được. Cái phía sau nhá, cái hậu này, mặt tiền đất này, mặt tiền nhà này, cái phần sau lưng này là phần hậu này, thì nhớ này, phía sau này không được thấp hơn này. Thấp hơn là cái nền ở sau ấy so với nền sân trước, chứ không phải so với nhà nhé. Nền sân sau so với nền sân trước là không được thấp hơn này. Cái thứ hai này, không được thấp hơn ở chỗ hình thế nhà này. Mặt trước thì là 3 tầng này, xây tụt xuống 2 tầng, về sau lại đổ bán mái ra 1 tầng để làm bếp này. Là ra là gì? Hình thế nhà đó là trước cao sau thấp. Hình thế đất trước cao sau thấp cũng không được. Trước dài, trước là dài, sau ngắn cũng không được. Đấy. Trước lớn, sau nhỏ cũng không được. Thì nhớ cho tôi cái đấy rất là cơ bản. Phía sau không được thấp hơn, không được ít hơn, không được ngắn hơn, không được trũng hơn, không được nhỏ hơn. Thì cái hình thế nó như thế. Cái thứ hai trong hình thế là không được khuyết, không được khuyết lõm. Đấy. Thứ nhất là sau đầy, đầy lớn hơn nữa. Thứ hai là không được khuyết lõm, đừng có khuyết chỗ nào cả. Giống như tưởng tượng nha, khi xem phong thủy một ngôi nhà giống như xem một cơ thể người, mà cơ thể người mà bị khuyết một chỗ nào đó thì làm sao mà ổn được, đúng không ạ? Không được khuyết. Cái tiếp theo nữa là nhớ rằng là như thế này, khi xung quanh nhà chúng ta đẹp thì tự nhiên chúng ta khá khỏe. À, thì phong thủy nó cũng thế. À, xung quanh nhà chúng ta phải gọn gàng, sạch sẽ và đẹp đẽ, đấy là tiêu chuẩn. Đừng để mà xung quanh nhà mình nó xấu. Nào thì chỗ này thì có cái xô rác, chỗ này thì là cái chuồng heo. Nếu chuồng heo chuồng gà được, nhưng mà để xa ra mà quây nó kín lắm. Chỗ này một cái cây chết không chặt đi, các cụ ngày xưa rất sợ mà, quanh nhà có cây chết mà. Ở chỗ này thì là vứt mấy cái thùng, mấy cái xô, không được. Xung quanh bằng phẳng, sạch sẽ, gọn gàng. Đó. Còn nếu anh nào học kỹ làm nhà theo tứ thú, làm nhà cho nó đúng. Đấy.
Thì nếu đất rộng thì làm tứ thú, còn không rộng thì cứ bằng phẳng. Đấy. Và quan trọng sạch sẽ. Đấy. Thì sau này bây giờ chúng ta đi chọn đất cũng thế mà. Khi đi chọn đất mà nhìn xung quanh thấy nó có một cái bãi rác xa xa. Đấy. Thấy nó xung quanh có cái gì đó không đẹp ấy. Thì không bao giờ. Còn tôi mà đã chọn nhà cho tôi ấy, là tôi phải đi gõ cửa những nhà xung quanh mảnh đất ấy. Ít nhất nó phải 3/4 những người ở đó phải hiền hậu và xinh xắn thì tôi mới bảo. Còn không bao giờ tôi ạ. Mỗi câu mỗi cái bài đấy câu không làm là câu không ổn đâu. Chưa chọn nhà đã biết nhà bên cạnh suốt ngày có cái bà suốt ngày bà ra ngõ bà ấy, vừa quét nhà bà ấy vừa mắng cả hàng xóm ấy, thì làm sao mà chịu được. Phải để ý xung quanh phải đẹp rất quan trọng. Và một đặc điểm như thế này này, có cái không thay đổi đâu. Hôm trước thì tôi có thiết kế một cái nhà Bắc Ninh. Bắc Ninh ở chỗ cái khu đô thị V-Ship ấy. Khu đô thị V-Ship ở trong nó có các khu dân cư, các cái đô thị ấy. Thì tôi có vào thiết kế ở đó. Cái khu đấy nó vắng lắm. Nó có 4, 5, 6, 7 dãy gì đấy. Tôi không nhớ chính xác bao nhiêu dãy. Nhưng nó vắng lắm. Đâu được có mấy nhà đến ở thôi. Thì thiết kế để xây. Thế tôi mới hỏi là, thế em định đến đây để ở làm gì? Và em định cửa hàng tạp hóa. Mà cửa hàng tạp hóa không được. Bởi đây cả cái dãy này nó có mấy nhà lắm đâu. Mà bây giờ dân cư ở như thế này 5 năm nữa thì cũng chưa kinh doanh được. Mà nghỉ ngơi thì nó lại có cái xưởng ở bên cạnh. Thế bây giờ nghỉ cũng không được mà kinh doanh không xong. Thế thì đẹp ở chỗ nào? Thế nên là tôi rất cần các anh chị làm rõ là cái nhà này để ở hay để kinh doanh. Để ở sao cứ phải bám mặt đường. Mà để kinh doanh vào ngõ thì làm gì? Đó. Ta phải xét cả tình hình thực tế nữa. Nên là tới này nhá, tôi lại tiếp tục có khóa phong thủy quản trị miễn phí đấy. Tôi sẽ nghiên cứu ra khóa này. Nó phải rõ ràng. Nó phải đúng với tình hình thực tế. Nó phải đúng với hiện trạng. Thì cái phần hình thế rất là quan trọng. Mà học hình thế là rất nhàn. Bởi vì các anh chị hình dung là chúng tôi đã rất mất nhiều công sức để vẽ ra rất nhiều cái hình thế xung quanh, hình thế ngôi nhà và hình thế đất, vẽ ra mô phỏng chi tiết để cho mọi người rồi. Thì cái phần hình thế này anh em chịu khó là học xem thôi. Thay vì lướt Facebook, bây giờ một ngày đang là 3 tiếng, 4 tiếng. Thì bây giờ một ngày cho phép mình là gì? Sáng không lướt Facebook nhé. Đừng, cái đầu óc của mình buổi sáng nó cực kỳ giá trị. Đừng có lướt Facebook buổi sáng, đừng có lướt TikTok buổi sáng. Sáng là kiểm tra tin nhắn để xử lý vấn đề thôi. Sau đó thì làm cái gì đó nó có ý nghĩa vào, suy nghĩ tư duy, đi bộ ấy, đi tập thể dục ấy, và nghĩ một cái vấn đề gì cần giải quyết trong ngày, buổi sáng nghĩ ra hết, ban ngày chỉ thực hiện thôi, buổi trưa xem một tí, buổi tối xem một tí thôi, còn lại dành thời gian để học. Không hẳn là học phong thủy đấy, học nhiều thứ khác.